Đây là con đường dẫn lên Son Bá Mười, cao nguyên Son Bá Mười của Pù Luông. Trước khi lên Son Bá Mười thì các bác có thể dừng lại ở đây. Ở đây gọi là Nam Sơn, Nam Sơn hay còn gọi là cái xóm Nam Sơn. Đấy, xóm này thì có cái động gọi là động Nam Sơn bên tay trái các bác. Đấy, có biển chỉ dẫn ở đây. Đấy các bác, trước khi mà lên cao nguyên Son Bá Mười thì các bác dừng ở đây, để tay phải. Đấy, bây giờ lên cái dốc này, đây là cái đường vào cái động Nam Sơn. Đấy, bây giờ lên đang lên dốc, dốc này khá cao để lên cao nguyên Son Bá Mười. Cái điểm mà nó cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, và cái điểm này thì thích hợp cho những gia đình nào thích cắm trại, có trẻ con mà từ 6 tuổi đổ lên thì có thể lên đây cắm trại vào dịp cuối tuần. Không khí ở đây rất là trong lành. Ở đây gọi là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông này thì nó nằm ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình. Đấy, phía đằng sau là Hòa Bình, còn đây là chúng ta đang ở đất Thanh Hóa rồi. Đấy, ở đây gọi là huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa. Đấy, ở đây còn rất là nhiều rừng già, rất là nhiều rừng già, cho nên là có thể là đưa nếu nhà gia đình nào có trẻ con thì có thể đưa các cháu đi vào các khu rừng già để ngắm các loài cây. Đấy, học hỏi nhiều từ thiên nhiên. Đấy, các bạn nào mà ngồi văn phòng nhiều hay đau lưng, đấy, hay mệt mỏi, hay bị stress đau đầu thì có thể lên đây vào dịp cuối tuần. Đảm bảo là các bạn sẽ có một cái chuyến đi nó vui vẻ. Đấy, bỏ lại tất cả những cái stress hay là tất cả những cái mệt mỏi, và trở về với cái nguồn năng lượng tốt hơn, khỏe hơn và làm việc hiệu quả hơn. Đây các bạn, đây chúng ta sắp được nhìn thấy cái khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông rồi. Đây này, đây rất nhiều rừng nhá, đường rất là vắng, đường rất vắng, không có ai đi cả. Đấy, trong này là khu rừng này, khu rừng. Đường này chỉ có 4 đến 5 chuyến xe một ngày thôi. Trong kia là khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nó rộng khoảng 14.000 hecta. Ở đây thì đang bảo tồn rất là nhiều loại động vật quý hiếm, trong đó có vọc má trắng. Vọc là một trong những loài trên thế giới nó đang bị tuyệt chủng nhá. Ở Nam Phi hiện tại thì chỉ có một con giống cái thôi, có một con duy nhất nó thuộc giống cái, và người ta muốn là đưa về Việt Nam để mà phối giống cho cái con này. Đấy, vọc là đang bị tuyệt chủng rồi, ngoài Việt Nam ra thì không có nước nào có cả. Bây giờ người ta đang bảo tồn cái loài vọc này. Đấy, lên Pù Luông thì chúng ta có thể tham gia một cái tour trải nghiệm vào cái khu rừng già. Vào khu rừng già thì chúng ta sẽ được thấy rất là nhiều loại cây. Trong thời gian ở trên Pù Luông này thì em sẽ chỉ cho các bác, em sẽ quay một số cái video về cái khu rừng già ở Pù Luông này. Các bác có thể lên đây vào dịp cuối tuần. Thỉnh thoảng đi lên trên vùng núi này cũng hay, bởi vì ở đây rất là yên tĩnh. Ai mà mệt mỏi, ai đau đầu hay là bị stress trong công việc thì lên đây khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thì cảm giác nó khỏe hơn. Nhưng cái nguồn năng lượng ở đây rất là tốt, nhiều cây xanh, nhiều khu rừng, nhiều cây cối. Đặc biệt nha các bác nhé, nếu mà các bác lên đây mà được đi trong cái rừng trúc này này các bác này, em khuyên thật các bác, nếu mà các bác có các bệnh về tiêu hóa này, các cái bệnh về do mệt mỏi, do stress,
stress về công việc hay là về gia đình hay một cái vấn đề nào đó thì các bác có thể là thả lỏng cơ thể đi trong cái khu rừng này này. Đấy, trong khu rừng này gọi là có thể tập một chút hành thiền ở trong này. Đấy, thì các bác sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng từ những cái rừng tre, rừng trúc này. Đấy, cây tre và cây tre hoặc là cây trúc thì là một loại cây rất đặc biệt nhá. Đấy, bởi vì là trong nó có thể nó có tuổi thọ đến tận 10 năm đến 15 năm. Nhưng mà trong vòng 4 năm đầu ấy, mỗi năm nó chỉ cao được khoảng 30 cm thôi. Đấy, nhưng mà đến từ năm thứ tư đổ đi thì mỗi ngày đấy, mỗi ngày thì nó có thể là lớn lên 30 cm đấy. Cho nên là chúng ta đi các cái gần đi đến gần các khu rừng tre rừng trúc ấy, có thể là nghe các tiếng động từ cây tre cây trúc mà nhiều người nghe có vẻ rất là lạ lùng và rất là sợ hãi vì họ nghĩ đấy là ma quỷ hay là cái điều gì đó. Đấy, cây tre cây trúc là loài cây rất đặc biệt và cây này nhả oxy gấp 2 lần so với các loại cây khác. Đấy, khác với cây cao su nhé, cây cao su là hút khí oxy và nhả khí carbon. Cho nên là trong khi mà chúng ta đi vào trong rừng cao su thì không có một cái cảm giác cái không khí nó sẽ khác, không khí nó sẽ nặng hơn và không có một cái con nào có thể sống được trong rừng cao su cả. Nhưng mà đối với tre trúc rất là tốt. Từ thời xa xưa thì Đức Phật đã chọn ở bên Ấn Độ ấy, Đức Phật đã chọn chọn một cái khu rừng trúc để làm tịnh xá. Tịnh xá là nơi an cư kiết hạ của ngài khi mà ngài còn tại thế. Đấy. Đấy, em sẽ chỉ cho các bác dọc cái khu rừng như thế này. Bây giờ rất là mát các bạn. Vào mùa hè thì nhiệt độ nó sẽ xuống đến khoảng 18 đến 25 độ C. Kể cả ở Hà Nội rất là nóng, nhưng mà từ 4 giờ chiều đổ đi thì ở trên này nhiệt độ có thể từ xuống đến 18 độ C. Đấy, rất là mát. Mát lắm. Dân cư ở đây sống rất là thưa thớt. Ở đây có 3 bản chính: bản Son, bản Bá, bản 10. Thì đây gọi là cao nguyên Son Bá 10. Đấy. Đấy, đường rất là ngoằn ngoèo này, nhưng mà vắng lắm, không có xe đi. Đấy. Em sẽ chỉ thêm cho các bác nhé một số địa điểm ở đây rất là hay. Đây, những cái khu đồi trọc này, cắm trại rất là hay.